Tối 24 tháng 7, PSG chấp nhận đề nghị kỷ lục 330 triệu đô la Mỹ của Al-Hilal và cho phép câu lạc bộ Arab Saudi tiếp cận Kylian Mbappé. Trước đó vài giờ, báo chí châu Âu đồng loạt đưa tin Al-Hilal nâng giá hỏi mua Mbappé lên mức kỷ lục 330 triệu đô la Mỹ. Câu lạc bộ Saudi sẵn sàng trả tiền đạo người Pháp 775 triệu đô la Mỹ cho một năm hợp đồng. Sau đó cho phép Mbappé tự do ra đi vào hè 2024. PSG đang du đấu tại Nhật Bản, nơi họ sẽ thi đấu với một câu lạc bộ Arab Saudi khác Al-Nassr, đội sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo, vào ngày 25 tháng 7. Sau đó là trận gặp Sassuolo Osaka vào 28 tháng 7 và Inter Milan vào 1 tháng 8. PSG sau đó bay sang Hàn Quốc để đấu với Jeonbuk vào 3 tháng 8 trước khi trở lại phát đá trận ra quân League 1 2023-2024 gặp Lorient. Mbappé không tham gia chuyến du đấu này. Theo AFP, nguồn tin từ đại bản doanh của PSG tại Nhật Bản tiết lộ ban lãnh đạo câu lạc bộ chấp nhận để Mbappé ra đi với giá 330 triệu đô la Mỹ. Nếu thương vụ thành công, Mbappé sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, phá kỷ lục 264 triệu đô la Mỹ mà PSG từng bỏ ra để chiêu mộ Neymar từ Barca năm 2017. Với mức lương khủng 775 triệu đô la Mỹ, Al-Hilal tự tin có thể thuyết phục Mbappé, bởi nếu từ chối, Mbappé vẫn phải ở lại PSG, thậm chí dự bị vào mùa tới như đe dọa của đương kim vô địch League 1, rồi hè năm sau mới có thể thực hiện ước mơ gia nhập Real. Trong trường hợp này, PSG vẫn có thể ép tiền đạo 24 tuổi ra đi dưới diện cho mượn và chấp nhận số tiền của Al-Hilal như khoản phí mượn. Real đóng vai trò quan trọng với tương lai của Mbappé. PSG tin rằng ngôi sao 24 tuổi đã ngầm thỏa thuận để chuyển đến đội chủ sân Bernabeu vào hè năm sau theo diện chuyển nhượng tự do, qua đó nhận phí lót tay khủng. Vì thế, sau trận giao hữu thắng La Habra 2-0 hôm 21 tháng 7, PSG gạch tên Mbappé khỏi danh sách đi Nhật Bản du đấu hè và đưa anh lên sàn chuyển nhượng. Khi bị gạch tên khỏi danh sách du đấu hè, Mbappé được cho đã đáp trả bằng việc tuyên bố sẵn sàng ngồi dự bị và không ra sân cho PSG cả mùa năm 2023 đến năm 2024, đến khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6 năm 2024. Nguồn tin này nhấn mạnh việc Pháp dự Euro 2024 không làm thay đổi suy nghĩ của tiền đạo 24 tuổi. Ngày 24 tháng 7, phóng viên Sky Sport Cover Son Heung-min đưa tin có ít nhất 5 câu lạc bộ đã liên hệ với PSG để hỏi mua Mbappé. Trong số này có câu lạc bộ đến từ ngoại hạng Anh, nơi Manchester United, Liverpool và Arsenal được cho là muốn có sự phục vụ của anh. Theo AS, Barca cũng đã nhảy vào cuộc đua tranh giành Mbappé. Đội bóng xứ Catalonia đề nghị khoản tiền mặt thấp hơn nhưng muốn cắt thêm cầu thủ,